Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của các thí sinh thuộc team supporter Mai Ngô. Do team Mai Ngô có 5 thí sinh thuộc nhóm cố định, cho nên các bạn sẽ có 20 phút để thực hiện thử thách này. Xin mời các bạn. To lên chị, to lên. Lần này thì team Mai có rất là nhiều lợi thế. Lợi thế thứ nhất đó chính là thi cuối cùng, và lợi thế thứ hai là về thời gian. Có hai mã này, cái mã của Vũ nhiệt tình dễ sợ. Tại vì team tụi em vô đây hết á chị. Đội của Mai bước ra thì thấy xuống tim. Đau trong đây nè, ây da cứng quá. Đau trong đây nè mọi người. Hai trứng và một rổ thì có bể, nó bể chung. Sợ lắm. Mình có 20 phút thì mình sẽ làm cái bowl đầu tiên trong vòng 3 phút. Mình thay dây 3 phút là 6 phút. Sau đó mình sẽ làm dáng thứ hai 3 phút là 9 phút. Xong rồi mình lại thay thêm 3 phút nữa thì là 12 phút. Xong rồi còn 8 phút còn lại làm dáng thứ ba. Vì có 3 trên 5 bạn thí sinh là có khả năng đu dây rất là giỏi rồi, và những bạn còn lại là những bạn mà có khả năng chụp hình và khả năng mentoring rất là tốt, giống như là Can Chun nè, Xuân Thắng nè. Nhảy cho em phát đi ạ. 1, 2, 3. Rồi, check. Ê, mình có ra coi không chị? Ra cơ. Chị Mai thấp xuống một tí nữa. Thấp xuống một tí. Vô dáng đi. Rồi. Chưa, tay che mặt kìa. Như kiểu là cầm cái mặt bạn kia. Check mo. Anh Hưng là chiều cao ổn rồi. Anh Hòa xuống đi. Quay mặt em lên sân khấu xíu. Đẩy Mai vào center nhiều hơn. Thắng ơi, đừng đi. You are the center nè. Long cảm thấy khá là áp lực. Long trước khi vào team chị Mai thì cũng đã chuẩn bị một tinh thần thép rồi, bởi vì mình cũng đã biết chị Mai là một người khá là mạnh mẽ và cứng rắn ấy. Kéo vào center. Rồi. Kéo vào. Phải cọc ấy. Cọc đi. Thả một tí nữa anh, một tí nữa. 3, 2, 1, tạo dáng đi hai bé. Đó, đẹp rồi đó, đẹp rồi đó. Nice. 3, 2, 1, lên. Rồi, stop. Thả em. Thả hai bạn đằng sau luôn ạ. Cho hai bạn đằng sau xuống, dán hai giúp chị. Ok nha. Ok. 3, 2, 1, thang ra. Lên. Cho em lên cao xíu đi. Không em, vừa rồi. Đi okay, ra đi được ra rồi, thôi. Được rồi, ok. Nè, không ý kiến nha, tôi chỉ đạo ở đây. Bắt tay vào nhau, 3, 2, 1. Mấy ông nhiều chuyện quá. Trong cái lúc thi á, thì ai cũng bùng nổ năng lượng hết trơn á. Mà khi có quá nhiều nguồn năng lượng bùng nổ á, thì sự hỗn loạn là điều hiển nhiên. Mình không ngờ là chị Mai thép này thép thép loại tốt nha. Chị rất là cứng luôn. Thắng ơi, vào giữ chân đi Thắng. Rồi, từ nhá. Ổn định đi, rồi, ổn định rồi, đi. Rồi, đẹp luôn. Ổn định đi. 3, 2, 1, diễn. Wow. Đẹp. Thắng ra Thắng. Né đèn nè. Cố lên, mặt nhìn nhau, đẹp quá. Push. Tiếp nào. Wow. It looks like he lay on the table, right? Hóa, ngóc đầu lên Hóa ơi, ngóc đầu lên. Đúng rồi. Rồi xuống đi. Anh Minh Hưng, anh có một cái năng lượng, có bao nhiêu anh chơi hết, anh nhào luôn này kia. Vô dán bà. Tháo dây ra, ba người vô. Trong cái cách mình nói chuyện á, thì mình có thể gọi là quá là gãy gọn đi, bắt mọi người phải theo ý mình. Nhưng thật ra là mình thấy ở góc nhìn đó là mọi người cần phải làm như vậy. If the black one is low, yeah, and the white one is in the air, it will be super beautiful. Yeah. Ba người mang dây vào làm nè, không đủ bây giờ. Mới có 10 phút mà Mai ơi. 10 phút mà còn không có tấm mà. Anh Thắng vô đây. Bình tĩnh nha. Cái dáng của Long lúc tập là một cái dáng thẳng đứng, thì nó chỉ hơi xiên như thế này thôi, là rất là dễ để giữ một cái trục dáng. Sau đó thì cả team có bàn lại là để cho một cái dáng nó độc đáo hơn cho Long á, thì Long sẽ phải nằm chuối xuống như thế này. Ok, bình tĩnh. Ok, đá cái chân cao lên Long. Đúng rồi. Mua chân. Trước đó thì Long đã chưa được tập cái dáng này, nên là khi là treo lên ấy, nó không biết làm thế nào mà để giữ trục được. Yeah. Rồi Can Chun nhìn cam tí xíu. Đá chân lên Long. Đúng rồi. Ôi, thề lúc đó mà dơ cao được thì Long cũng đã dơ để có một bức hình đẹp. Long bị gập cái này quá.
Mà đâu, mà đâu. Rồi, cố lên em. Bây giờ nha, ba. Thôi sao vậy? Cố lên em Long. Cái lúc mà bọn em đứng trên đấy, hai người nhìn nhau chỉ có cố lên nhá, cố lên nhá, cố lên nhá, thế thôi. Nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi. Xuân Thắng ơi, Xuân Thắng ơi, em đẩy cái chân cao lên để tránh lạc vào đầu bạn nè. Long ơi, cố lên. Long ơi, Long ơi, chân thẳng xíu Long ơi. Long ơi, cho hai chân thẳng lên đi. Nhìn nhau, cứ nhìn nhau. Chân dưới đạp rồi kìa. Nè, một người chỉ thôi, chân dưới của Thắng nhân lên. Năm bạn là năm cái đầu đang nghĩ về những cái chuyện khác nhau và các bạn đang chủ động điều phối thành năm hướng khác nhau. Rồi, hiểu rồi, các anh chưa? Thấp người xuống cho chị. Đó. Cố gắng thẳng chân ra Long ơi, chân em bị ngắn. 3, 2, 1, lên. Vài tấm nữa thôi là xong rồi em ơi. Long cảm thấy khá là khó thở. Ui, nó siết cái bụng mình. Không cách nào mà điều khiển được để là mà lách về máy quay hay là làm như thế nào đó. Không, Long hết chịu nổi rồi, xuống đi, xuống đi. Check hình, check hình. Này, 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 xuống hết cho tôi. Từ từ, được ảnh chưa? Chưa được ảnh làm tiếp. Mệt rồi, không làm được nữa ấy. Không ơi, được không? Ok, ok, không okay. Được. Tiếp đi chị ơi, tiếp đi. Cố được không? Cố được là phải cố. Đó. Không nổi đâu, đi xuống đi. Mai thấy đã có hình đẹp rồi. Và thật chất là thời gian mà dành cho tấm 3 đó đã đủ rồi. Thế nên là Mai quyết định move on. Xuống Long, xuống, xuống. Long thì thế nào? Xuống, có hình rồi. Ôi, dám xuống. Lúc đó mệt, rất là mệt rồi. Ai cũng mệt, bản thân em cũng mệt và Long cũng mệt. Và anh Căng Chun cũng mệt. Nhưng mà nếu mà không có anh thì coi như cả team thua. Nhưng mà em sẽ không thể để đến điều ấy xảy ra được. Quý ông rất cứng đầu nha. Quá là cứng đầu luôn á. Lại cái bâu của Hóa Trần và Hưng. Lại cái đó cho chiến, thật là chiến cho tôi. Còn 30 giây. Hả? Ngóc đầu lên, chính xác. Hưng vươn về. Đấy, cũng được luôn, cũng được luôn. Được luôn, nhìn nhau báo chiến lên. Anh Hưng thì cố thả lỏng, cố duỗi người xuống phía dưới. Còn em thì phải cố đưa hai cái chân lên cao nhất có thể và duỗi thẳng mũi chân để có một bức hình đẹp nhất. Hưng vươn về. Đúng rồi, đúng rồi. Đẹp, đẹp luôn. Đúng rồi, chính xác. Cầm xuống đi, cho xuống anh ạ. Vậy thì chúc mừng team Mai Ngô đã hoàn thành xong phần thử thách của mình. Và bây giờ sẽ là thời gian để các supporter lựa chọn ảnh và nộp về cho ban giám khảo. An toàn là được rồi. Cầu trời. Good job. Mặc dù là có một chút trục trặc nội bộ, nhưng mà sau khi thực hiện thử thách xong, Mai hoàn toàn yên tâm về cái kết quả của team Mai ngày hôm nay.